Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với hình cờ rất là độc đáo có tên là Hoa Mai Đối Xứng. Bởi lẽ hình cờ có tên như vậy do cách bố trí cờ cả hai bên đều giống như một hoa mai bốn cánh. Cả hai bên lực lượng đều còn tương đương nhau, gồm có một mã, hai chốt và một sĩ, và các quân đều đối xứng với nhau. Điểm đặc biệt của hình cờ này là cả hai bên đều rất là dễ tìm thấy nước sát, nhưng thật ra nếu tính toán không kỹ thì sẽ bị phản ngược lại. Nếu bên nào mà manh động, quyết tâm đánh sát đối phương thì chắc chắn sẽ bị thua. Xin mời các bạn cùng đón xem những bước phân tích để thấy được cái hay của hình cờ độc đáo này. Khi cầm đỏ, bước đi đầu tiên mà người chơi thường hay nghĩ tới đó là chốt ăn vào sĩ, bắt buộc tướng mang ra, sau đó thì lại cắm chốt xuống để bước kế tiếp sẽ bình vào chốt sát. Nhưng thật ra bước đi này là sẽ sai, bởi vì đang chỉ cần bình chốt vào là lúc này đỏ chúng phải sát cục. Còn trường hợp nữa, nghĩa là sau khi bình chốt ăn vào sĩ thì tướng bắt buộc sẽ bình ra, lúc này sẽ không bắn chốt xuống mà lợi dụng sẽ nhảy mã về để nhằm che mặt tướng. Nếu mà chốt bình ra thì tướng sẽ bình ra, nhưng mà vẫn không được, tại vì lúc này chốt vẫn bình vào ăn, sau đó thì tướng bình ra, và sau đó thì lại mã lại nhảy về lô 7. Như tôi thấy mã bị cạt mặt tướng này không thể mà nhảy nước tấn xuống lô 3 để chiếu sát được, còn đang chỉ còn một nước nữa là nhảy qua lô 8 và sát cục. Đỏ không thể kịp bởi, nếu có tấn chốt đi nữa thì cũng không kịp bởi nước nhảy mã của đàn. Còn phương án thứ ba mà bên cầm đỏ cũng có thể nghĩ tới đó là không nhảy mã về, mà lúc này sẽ chống sĩ để nhằm tránh nước đó chốt bình vào, nhưng mà thật ra thì cũng không tránh được sát cục, bởi lúc này chốt 6 sẽ tấn 1 và bên đàn đỏ phải dính phải sát cục. Do vậy ta sẽ xem trường hợp tiếp theo, đó là đỏ chơi mã 5 thố về 3 để dụ đàn rơi vào 7. Nước đi này là nước đi khá hay để kích hoạt lòng tham của đàn. Nếu đàn có dùng chốt bình vào an sĩ, một nước đi mà nếu mà người chơi cờ tính toán không kỹ thì rất là dễ mắc phải, bởi vì ta thấy là đỏ vẫn chưa có nước nào sát. Lúc này đỏ tướng bình ra thì đang cần nhấn chốt 1 và nước sau sẽ bình vào chú sát, nhưng khi tướng đỏ bình ra thì tất nhiên tướng sẽ là một quân trợ thủ để tấn công rất là mạnh. Như ta thấy đến đây, nếu mà chốt bắn 1 thì tất nhiên là chốt sẽ bình vào an sĩ và sát cục, do vậy đang phải bắt buộc chống sĩ lên. Đến đây ta lại sát, nếu đỏ tham lam là dùng mã 3 tấn 2, bước tiếp sẽ là tấn 1 chú sát sẽ bị chết, bởi lúc này đàn sẽ bình qua lỗ 6 chiếu tướng. Tướng bắt buộc thăng lên, sau đó lại là thú mã chiếu tướng, tướng lại phải tấn 1, mã lại nhảy chiếu tướng, tướng thú 1 và sau đó thì lại bình chốt và sát cục. Như thấy việc mở sĩ của bên đàn rất là hay, vừa giải sát được cái nước là chốt bình vào và mở mặt tướng, đồng thời để bước kế tiếp nếu mà đỏ nhảy qua lỗ 2 thì sẽ thực hành một loạt bước đi để chiếu tướng sát cục. Còn bước đi của thứ hai của đỏ, nếu mà không nhảy mã qua lô 2, lúc này sẽ nhảy mã về lô 5 để che mặt tướng thì cũng không được, tại vì lúc này chốt 4 sẽ tấn 1 và như ta thấy là bước kế tiếp không thì ngăn được là phải chốt 4 bình lô 5 và sát cục. Và do vậy đến đây đỏ sau khi đã bước đầu tiên là nhảy mã về lô 3 thì tất nhiên sẽ có một phương án đối phó rất là hay với trường hợp tiếp theo của bên đàn, đó là sau khi bên đàn chống sĩ thì mã sẽ nhảy ngay vào lô 5. Như ta thấy trong hình cờ này thì chắc chắn là đàn phải buông cờ, bởi không có gì có thể chống được nước tiếp theo của đỏ, đó là chốt 4 tấn 1. Nếu mà hạ sĩ về thì tất nhiên chốt 4 sẽ bình 5, đàn còn tới 2 nước nữa để mới có thể chiếu sát bên đỏ, và trong khi bên đỏ thì chỉ cần một nước nữa và chiếu tướng sát cục. Do vậy tôi mới thấy nước mã nhảy về lỗ 3 của đỏ khá là nguy hiểm. Đàn mà không cẩn thận mà dùng chốt ăn bầu sĩ thì tất nhiên sẽ bị chết ngay. Vậy ta sẽ xem đến trường hợp cuối cùng mà các quân có thể di chuyển, đó là mã 5 tấn xuống lỗ 3. Đến đây ta sẽ xem thử bên đàn có những bước đi như thế nào. Tất nhiên là sẽ không dùng chốt an sĩ sẽ bị sát, giống như mình đã phân tích. Vậy còn cách đi mã trong đời thứ nhất, đó là mã lại nhảy qua lỗ 7. Nếu đàn thực hiện bước đi này thì chắc chắn sẽ bị thua, bởi vì lúc này đỏ sẽ sĩ 5 tấn lên lỗ 6. Nếu chốt của bình vào dùng mã dùng chốt chiếu với nữa thì tướng sẽ bình ra. Đàn hầm một nước sát rất nguy hiểm, đó là chốt 4 tấn 1 lượng tướng. Do đó đang phải tránh nước sát cục của đỏ bằng cách làm sĩ 5 tấn 6 thì cũng được, tại vì lúc này chốt sẽ bình vào chiếu tướng, bắt tướng với mình ra, sau đó lại tiếp tục chốt 6 tấn 1. Ta thấy bên đàn không thể tránh được sát cục, do vậy ta thấy cách đi mã 5 tấn 7 của đàn là không hợp lý. Còn trường hợp thứ hai mà đàn cũng phải nghĩ tới, đó là mã 5 không tấn 7 mà mã 5 thối về lỗ 7. Và đến đây thì đỏ lại tiếp tục chờ sĩ 5 tấn 6. Ta thấy nếu đèn vội vã là tấn mã xuống độ 8 để hầm bước kế tiếp là tấn trốn sát cục thì chắc chắn là sẽ bị thua. Bởi lặp lại tương tự giống như hình cờ lúc trước, đó là trống 4 sẽ bình 5, ăn sĩ dưới tướng, bắt tướng với mình ra, sau đó là tấn một dưới tướng, và tướng lại phải tấn một, sau đó là tiếp tục bình rút vào dưới tướng, bắt tướng phải tấn một, và sau đó thì lại thu mã về và sát cục. Và do vậy ta thấy nếu đang tham lam và chờ nước mà 7 tấn 8 để hầm sát cục bên đỏ thì sẽ bị chết ngay. Mà bước đi lúc này đúng đắn nhất bạn đó là phải tấn xuống độ 5 để che mặt tướng, và vẫn đang phục nước sát, đó là chống tấn một. Thì lúc này đỏ bắt buộc phải hạ sĩ về, thì đang lại thấu lên lộ 7, sĩ chống lên thì mã lại và tấn xuống. Và như ta thấy đến đây thì hình cờ đưa về hình cờ hoa. Như thấy hình cờ hoa mai đối xứng đây là một hình cờ rất là hay. Nếu bên nào tham lam ăn sĩ của đối phương thì sẽ ngay lập tức nhận phải hậu quả. Hình cờ này nếu mà đem ra đường phố mà đố nhau thì bất kể đối phương chọn đỏ đi trước hay là đang đi sau, chỉ cần dụ vào lòng tham ăn sĩ của họ thì tất nhiên mình sẽ chiến thắng. Clip của mình hôm nay là hết. Các bạn nhớ like và nhấn đăng ký kênh để xem tiếp các clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.